trình sống đạo của daminhvn.net mến chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày tháng tư với rất nhiều những nghi lễ liên quan đến tuần thánh, với bí tích thánh thể và những nghi thức xưng tội vân vân. Ẩn sau những bí tích đó là gì? Xin mời quý vị cùng đến với những câu hỏi, những quan tâm của quý khán thính giả khắp nơi gửi về cho chúng tôi. Và chương trình hân hạnh giới thiệu đến quý vị linh mục Joseph Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh. Chúng con kính chào cha. Chào chị Duy Thủy. Chào tất cả quý khán thính giả của chương trình. Thưa cha, chắc là thời gian này cha rất bận rộn với việc giảng phòng phải không cha? Thường thì năm nào cũng vậy, cứ vào mùa chay thì cũng đi giúp cho anh chị em và các giáo xứ sống cái tâm tình của mùa chay, đi vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, hầu đón nhận được ân sủng của Chúa và mừng đại lễ phục sinh một cách sốt sắng nhất. Thưa cha, liên quan đến những câu hỏi về giáo hội thì đầu tiên xin được gửi đến cha một câu hỏi của khán thính giả tại California. Yeah. Khán thính giả tên Hoàng Ngọc Bảo. Có một diễn biến trong bài thương khó của Chúa Giêsu vào thứ sáu tuần thánh làm con khó hiểu, đó là việc hai tên trộm cùng đóng đanh với Chúa Giêsu. Chúa đã bảo tên trộm lành là hắn sẽ được hưởng vinh quang trên nước thiên đàng với Chúa Giêsu cùng ngày hắn mất. Như con hiểu là Chúa Giêsu không về trời mà ngài xuống luyện ngục để đưa các linh hồn lên. Như vậy linh hồn của tên trộm kia về thiên đàng trước cả Chúa Giêsu hay sao ạ? Về trời mà về trước Chúa không biết có vào được không? Cửa thiên đàng chưa mở không biết có vào được không? Đôi lúc thì cái tín hữu của chúng ta hay hiểu Kinh Thánh với cái nghĩa đen của nó. Chúng ta hiểu là khi Thánh Kinh được trình bày, được công bố, lời Chúa được công bố cho chúng ta, thì đó không hề là một thiên phóng sự. Đó không hề là thiên phóng sự. Đó không phải là những cái chi tiết mang tính cách hợp lý của thời gian và không gian, mà trên hết đó là những cái phản ánh, cái chứng từ của niềm tin. Đấy. Khi tin mừng được công bố, đó là công bố cái niềm tin của Hội Thánh từ rất sớm, công bố chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô đem lại ơn cứu độ cho con người. Thì chúng ta hiểu cái điều đó nó quan trọng. Đó. Và khi mà tên trộm xin với Chúa là khi Ngài vào nước của Ngài thì nhớ đến tôi cùng. Không biết là tên trộm có hiểu nước Chúa là ở đâu không? Đi mấy ngày thì tới? Đi bằng phương tiện nào? Chúng ta không có hiểu giản đơn theo một cái nhìn hoàn toàn thế tục như vậy. Nhưng mà ở đây tin mừng muốn cho thấy rằng tên trộm này đã đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngay trong cái nghịch cảnh nhất cuộc đời của anh, ngay trong cái khoảnh khắc anh đang đối diện với cái chết, thì anh đã biết bám víu lấy Chúa Giêsu. Anh đặt cuộc đời của anh vào bàn tay của Chúa và anh tin Chúa cứu anh. Đấy là một cái lời mời gọi rất sống động khi chúng ta nghe trình thuật tin mừng này. Ngay ta nghe bài thương khó, chúng ta thấy ngay cả một anh trộm khi đặt niềm tin vào Chúa còn được Chúa cứu, thì chúng ta có thể là những tên trộm cách nào đó trên cuộc đời này, chúng ta vẫn hy vọng có thể ăn trộm được nước trời trong cái giây phút cuối đời của mình, nếu mình biết đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Và rồi Chúa Giêsu nói với anh, ngày hôm nay tôi cho anh ở trên thiên đàng với tôi. Chúng ta đừng hiểu là như vậy thì anh ta về trời trước rồi chờ đó Chúa về Chúa mở cửa cho anh vào. Mà đó là cho thấy ơn cứu độ đã hoàn tất. Khi người ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa và Thiên Chúa đã thực hiện cái kế hoạch cứu độ của Ngài, thì cứu độ đó thành toàn. Và hôm nay cụ thể cái cứu độ đó, ơn cứu độ đó thành toàn nơi một con người bất toàn, nơi một con người tội lỗi nhưng dám tin tưởng nơi Chúa Giêsu. Đấy, đấy, đó là tin mừng, đó là tin vui, đó là lời mà giáo hội công bố. Chứ chúng ta không hiểu một cách thời gian, ai về trước, ai về sau. Mà lúc bấy giờ nếu bảo trao chìa khóa thiên đàng cho Thánh Phêrô đó, mà Chúa Giêsu về trời trước, mà ông Phêrô chưa về thì làm sao mà ai mở cửa? Chúng ta đừng có hiểu một cách vật lý như vậy. Ha? Con cảm ơn cha.
Thưa cha, về cái nghi thức tiễn thứ sáu tuần thánh thì có một khán thính giả ở tại giáo phận Xuân Lộc đã gửi đến chương trình. Câu hỏi là: kính, trong nghi thức thứ sáu tuần thánh, con thấy có 10 lời nguyện ở phần giữa để cầu cho giáo hội, cho sự hiệp nhất Kitô hữu, cho những người chưa biết Chúa, cho người Do Thái. Xin cho con biết 10 lời nguyện này có ý nghĩa thế nào và tại sao năm nào cũng lặp lại chừng ấy lời nguyện. Phải chăng lời cầu nguyện của các tín hữu trong ngày hôm đó không được Chúa nhậm lời nên cứ phải nói đi nói lại y chang mỗi năm? Con thấy lời nguyện này làm tăng thêm độ dài của nghi thức thứ sáu tuần thánh, cứ đứng lên quỳ xuống thật là mệt. Nếu nhận định những lời nguyện làm cho nghi thức dài thì tôi không phải phân trần gì ở đây, bởi vì ai cũng biết rằng nghi thức đó rõ ràng là có phần nào đó dài hơn ngày thường. Chúng ta quan tâm ở đây là vấn đề ý nghĩa của các nghi thức. Nếu nói một cách khôi hài, trong một năm nếu ngày nào đó là ngày không có thánh lễ thì đúng là ngày thứ sáu tuần thánh. Không một nhà thờ nào, không một linh mục nào được phép cử hành thánh lễ cả. Nói cách khác, hôm nay là hôm chính Chúa Kitô Thượng Tế cử hành thánh lễ trên bàn thờ thập giá. Và thánh lễ đó là thánh lễ của mọi thánh lễ. Đã, thánh lễ của mọi thánh lễ. Cho nên trong ngày thứ sáu tuần thánh, ta có thể hiểu đơn giản gồm có nghi thức phụng vụ lời Chúa, rồi nghi thức suy tôn thánh giá, sau đó thì cộng đoàn rước lễ. Trong nghi thức phụng vụ lời Chúa thì có 10 lời nguyện, như khán thính giả gửi về cho chúng ta một cái nhận xét khá chí lý. Cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần, từ người Do Thái, từ người ngoại giáo, từ những người lãnh đạo tôn giáo, v.v. Chúng ta biết ý nghĩa của ngày thứ sáu thánh là gì? Giáo hội chiêm ngắm cái chết mang lại ơn cứu độ của Chúa Kitô. Và giáo hội được mời gọi hiệp thông, được mời gọi đi vào trong chính cái chết đó để có thể được sống lại với Ngài. Chính cái chết của Đức Kitô, chính cạnh sườn bị đâm thâu, mở toang để máu và nước tuôn trào, phát sinh sự sống, phát sinh nguồn ân tứ, phát sinh các bí tích cho hội thánh. Cho nên ngày thứ sáu là ngày mà chúng ta chiêm ngắm tận nguồn đỉnh của tình yêu, nguồn mạch sâu thẳm nhất của ơn cứu độ được thực hiện trong cái chết của con một chi ái. Cái chết đó không thể vô nghĩa. Cái chết đó không chỉ cứu một hai con người, mà cái chết đó đem lại sự sống và ơn cứu độ cho khắp cả trần hoàn. Thế nhưng trong thực tế thì chúng ta đặt câu hỏi, liệu máu thánh của Chúa đã đạt được ơn cứu độ cho tất cả mọi người trên cuộc đời này hay chưa? Vẫn còn có những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Vẫn còn có những anh chị em được đón nhận lời mặc khải từ rất sớm, đó là những anh chị em Do Thái giáo, nhưng vẫn chưa thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ. Vẫn còn có những con người sống chưa đúng với phẩm giá, đang đè bẹp tha nhân. Cho nên có thể nói cầu nguyện, giáo hội cầu nguyện và cầu nguyện hơn nữa để ơn cứu độ đó được lan tỏa tới mọi thành phần cho đến khi ơn cứu độ đạt được nơi tất cả mọi con cái của hội thánh, đạt được nơi tất cả những ai được sinh vào cuộc đời này. Bởi vì nếu sinh vào cuộc đời này mà mất đi ơn cứu độ thì cuộc đời đó nào có ý nghĩa gì. Cho nên vẫn phải cầu nguyện và còn cầu nguyện cho tới khi Chúa quang lâm. Đây là một nghi thức được giáo hội chuẩn bị và có cả một truyền thống lâu dài trong lịch sử hội thánh. Không dễ dàng mục tử hay là các linh mục xén bớt cho nó ngắn hay tự sáng tác một lời nguyện nào đó cho nó ngắn. Đây là một nghi thức phụng vụ được giáo hội chuẩn bị để cử hành trong cái dịp trang trọng nhất ta gọi là Tam Nhật Thánh, gồm có thứ năm thánh, thứ sáu thánh, thứ bảy thánh, và đây ngày thứ sáu đỉnh cao cử hành cuộc thương khó của Chúa. Ý nghĩa chính là muốn cho ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa tới mọi người, mọi thành phần trên toàn thế giới. Thưa
Thưa cha, liên quan đến bí tích thánh thể, có một câu hỏi từ khán thính giả Lê Toàn tại giáo phận Orange, California. Thưa cha, con có thấy trong phụng vụ thánh thể, vị linh mục chủ tế lấy một chút nước bỏ vào chén rượu và một chút bánh vào chén rượu. Theo con hiểu thì việc làm này đã có từ lâu đời trong thánh lễ. Việc pha một chút nước vào rượu biểu tượng cho sự hòa quyện không thể tách rời nhân tính và thần tính của Chúa Giêsu trong sự xuống thế làm người của Ngài. Nhưng con thấy vẫn chưa diễn tả được 100% nhân tính và 100% thần tính của Ngài. Còn bỏ chút bánh vào chén thánh mang ý nghĩa biểu tượng gì trong ngày hôm nay ạ? Tôi xin phép được đi vào ngay trọng tâm của câu hỏi. Đó là việc pha hay việc bỏ một chút thánh thể vào trong máu thánh thì có ý nghĩa như thế nào? Tôi không tìm thấy những lời giải thích một cách cụ thể ý nghĩa của việc cử hành này trong sách lễ Roma. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là ta chẳng giải thích gì được. Thực ra thì trong truyền thống của Hội Thánh, người ta có hai lối giải thích khác nhau. Thuở đầu khi mà giáo hội cử hành thánh lễ đó, thì các linh mục quy tụ bên vị thủ lãnh của mình là giáo hoàng Roma, tức là bên Đức Giáo Hoàng, để cử hành thánh lễ, diễn tả cái sự hiệp thông một cách rất hữu hình trong Hội Thánh. Thế nhưng mà không phải linh mục nào cũng có thể hiện diện trọn vẹn trong tất cả các thánh lễ mà Đức Thánh Cha cử hành. Cho nên những linh mục nào vì lý do đau bệnh hay gì đó mà vắng thì người ta để một cái phần thánh thể vào máu thánh dành riêng cho vị linh mục vắng mặt hôm đó. Để vị linh mục khi hiệp thông cùng một chén và một bánh như thế thì cũng diễn tả sự hiệp thông hữu hình với vị thủ lãnh của mình là Đức Giáo Hoàng. Đấy là một cái lý do. Người ta cũng có thể giải thích ở một lý do thứ hai phổ biến hơn. Đó là khi cử hành thánh lễ thì luôn luôn diễn tả sự hiệp thông như chúng ta vừa nói, nhưng không chỉ là sự hiệp thông giữa linh mục và giám mục, giữa linh mục và Đức Giáo Hoàng, mà còn là hiệp thông với tất cả mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta biết lúc đầu thì các cộng đoàn Kitô hữu là những cộng đoàn nhỏ chứ không phải là những cộng đoàn như ngày hôm nay chúng ta thấy cả hàng ngàn người hay là đông hơn. Thì những cộng đoàn nhỏ đó ta có thể biết rất rõ hôm nay là chị Duy Thủy vắng mặt. Bác Thắng mới đến có nửa giờ đồng hồ thì bỏ về, chắc là bị đau. Thì đó, bây giờ khi kết thúc thánh lễ thì để phần thánh thể vào máu thánh cho những người vắng mặt. Rồi cũng có thể là để phần cho những bệnh nhân, phải đưa mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân. Và chúng ta biết là bệnh nhân thì có khi không thể rước được bánh thánh. Chẳng hạn bánh thánh cứng này, người ta không thể rước được. Thì bây giờ cần một chút máu thánh. Cho nên bánh thánh thể và máu thánh hòa trộn để dành cho các bệnh nhân. Thì đấy cũng là một lý do. Và ngày hôm nay người ta có thể giải thích một lý do mà tương đối chúng ta thấy tùy theo cái nhìn, theo lối nhìn của người Do Thái đó. Thì máu là tượng trưng cho sự sống. Chúng ta biết luật cấm không được đổ máu, nghĩa là không được đụng chạm đến sự sống, hay là máu của nó sẽ đổ trên đầu ngươi. Đấy, Thiên Chúa đòi mạng sống của những kẻ nào khát máu. Thế thì ở đây máu là biểu hiện cho sự sống. Và khi máu thánh lại tách ra khỏi mình thánh, thì làm sao có thể diễn tả sự sống? Phải chăng đó là một sự chia lìa? Phải chăng đó là một sự chết chóc? Mà Đức Kitô hiện diện trong thánh thể không phải là một sự chia lìa, không phải là một sự chết chóc, nhưng Ngài là đấng hằng sống. Cho nên việc hòa trộn thánh thể vào máu thánh để diễn tả Đức Kitô là đấng hằng sống. Và khi linh mục bỏ một chút thánh thể vào máu thánh thì cũng diễn tả cái tâm tình xin mình vào máu thánh Chúa Kitô hòa lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận, cho chúng con được sống muôn đời. Như vậy cũng là một cái ý nghĩa thiêng liêng trong các cái dấu chỉ cử hành mà chúng ta cần phải đọc ra. Chính nhờ hiểu biết, chúng ta thêm yêu mến và sốt sắng trong việc cử hành hơn. Thưa cha, đây là một mùa mà
rất nhiều người sẽ cùng rủ nhau đi tới nhà thờ để làm một việc quan trọng, đó là đi xưng tội. Liên quan đến bí tích giải tội thì có một câu hỏi của khán thính giả tại Lâm Đồng, Đà Lạt đã gửi về cho cha. Vâng. Con nghe một người bạn khuyên con đi xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh. Bạn ấy bảo cho dù có phạm tội gì đi nữa thì trong dịp lễ phục sinh, sự trở về của mình đều được Thiên Chúa đón nhận. Điều bạn con nói có đúng không thưa cha? Nếu vậy thì mình cứ chờ đến lễ phục sinh để xưng tội thì đều được tha mọi án phạt, có đúng không ạ? Đi đạo chỉ nghe người ta nói thôi thì đôi khi cũng nhiều cái phiền lắm. Để chính chúng ta phải là người dấn thân, phải là người học hỏi, hiểu biết và sống đức tin của mình. Chúng ta biết rằng con người của chúng ta thì ai cũng yếu đuối cả. Và bất kỳ lúc nào chúng ta trở về với Chúa thì Chúa cũng đều tha thứ. Chứ không phải chờ đến dịp lễ phục sinh thì mới có ơn tha thứ. Bất kỳ lúc nào đến với bí tích hòa giải, Chúa vẫn như một người cha yêu thương đón nhận con cái của mình. Chứ không phải chỉ là mùa phục sinh. Tuy nhiên từ câu hỏi này của người chị em thì tôi thiết tưởng mình cần phải phân biệt có hai cái luật trong hội thánh. Đó là luật xưng tội và thứ hai là luật rước lễ. Ta hiểu hai cái luật đó thế nào? Đâu là lý do lại có luật như vậy? Trước hết là luật xưng tội. À, về luật về xưng tội. Chúng ta biết là giáo luật điều 989 nói rằng mọi tín hữu khi đến tuổi khôn buộc phải xưng tội mỗi năm ít là một lần. Đây là giáo luật hiện hành đó. Điều 989 quy định rằng các tín hữu khi đến tuổi trưởng thành, đến tuổi khôn, sau khi đã kiểm thảo lương tâm của mình thì mỗi năm phải xưng tội ít là một lần. Và cái khoản giáo luật này chúng ta thấy được trình bày trong sách giáo liệu thánh công giáo số 2042. Số 2042, mỗi năm phải xưng tội một lần. Thế thì tại sao lại phải xưng tội? Ai trong chúng ta là người không có tội? Và nếu vậy thì vài năm xưng một lần có được không? Tại sao cứ phải một năm? Nói về bí tích hòa giải, chúng ta thấy có cả một lịch sử dài. Thoạt tiên những thế kỷ đầu của Kitô giáo chưa biết có bí tích hòa giải. Từ khi có những cuộc bách hại xảy ra, có những người đã yếu đuối bỏ đức tin, sau đó trở lại, thì giáo hội ý thức rằng còn một bí tích đem lại ơn giao hòa. Và Thánh Cipriano với tư cách là giám mục, Ngài đã chấp nhận hòa giải những anh chị em trở về. Và chúng ta biết lúc bấy giờ thì trong cuộc đời chỉ được phép lãnh nhận một lần mà thôi. Một lần mà thôi. Và không phải dễ dàng phải ghi danh vào hàng ngũ hối nhân, phải làm việc đền tội, có khi là rất nặng nề nhiều năm. Mãi sau này thì với sự truyền bá tin mừng, loan báo tin mừng, truyền giáo của các đan sĩ, nảy sinh ra một cái hình thức xưng tội cá nhân. Và dần dà hình thức xưng tội cá nhân lấn át hình thức xưng tội, ta gọi là thật thể công, xưng tội công. Và bây giờ thì chúng ta thấy việc xưng tội trở nên phổ biến. Thế nhưng mà trong có những người thì họ lại quá lười biếng. Có khi vài năm mà có thể nói có cả hàng chục năm hoặc là vài chục năm không đến với bí tích. Cho nên cái quy định là một lời mời gọi tối thiểu dành cho những kẻ khô khan đến với bí tích hòa giải để được ơn chữa lành. Thì như vậy ta thấy là cái luật đó là luật xưng tội. Thế bây giờ có người đã đặt vấn đề là nếu như con không phạm tội gì trọng thì có buộc phải xưng không? Giáo luật cũ 1917 quy định mỗi năm cũng xưng tội một lần tối thiểu, nhưng mà không có tội trọng vẫn phải xưng. Nhưng luật mới, bộ giáo luật mới quy định mỗi năm xưng tội một lần, nhưng dĩ nhiên nếu không có tội trọng thì không buộc phải xưng. Nhưng tôi thấy một năm không phạm tội trọng thì cũng quả là một người thánh thiện. Rồi, tôi đang nói đó là cái luật là luật xưng tội. Có buộc phải xưng tội vào mùa phục sinh hay không? Thưa không buộc. Xưng tội bất kỳ mùa nào, bất kỳ lúc nào trong năm. Xưng tội một năm ít là một lần. Chẳng hạn như tôi nói một cái ví dụ minh họa như ở Hoa Kỳ. Mỗi năm người ta về Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri vào tháng 8.
Thì đó là cái dịp gặp gỡ nhau giữa anh chị em trong gia đình, rồi thì chòm xóm vân vân. Nhưng mà cũng là cái dịp xưng tội. Năm ngoái đến đây hành hương xưng tội rồi, năm nay xưng tội một lần nữa. Không phải tất cả nhưng mà cái số đó đông lắm. Thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta thấy không buộc phải là xưng tội vào dịp phục sinh. Thì tôi mới nói sơ qua cái luật gọi là buộc phải xưng tội mỗi năm một lần. Vậy còn cái luật buộc rước lễ thì sao? Luật buộc rước lễ, điều 920 của Bộ Giáo luật hiện hành buộc các tín hữu phải rước lễ ít là một lần trong năm vào mùa phục sinh. Đấy. Cái luật này nó lại chi phối cái luật xưng tội. Bây giờ mình xưng tội mùa Giáng sinh thì liệu có giữ được mình để mùa phục sinh mà rước lễ không? Thôi thì để đến sát lễ phục sinh, thứ năm tuần thánh xưng tội đi cho nó chắc. Để thứ bảy phục sinh, Chủ nhật phục sinh rước lễ. Thì chúng ta hiểu rằng nó ăn với nhau như vậy. Điều 920 của bộ luật ngày hôm nay, giáo luật mời gọi hay là quy định mỗi năm người tín hữu phải rước lễ ít là một lần. Ít là một lần trong mùa phục sinh. Và giáo lý của Thánh Công giáo điều 1389 cũng đã dạy như thế. Thực ra thì cái khoản luật buộc này đã có lâu hơn nhiều trong giáo hội. Từ công đồng Laterano thứ 4 diễn ra vào năm 1215 thì đã quy định mỗi năm người tín hữu phải rước lễ ít là một lần trong mùa phục sinh. Chúng ta cũng đặt vấn đề tương tự như là bí tích hòa giải. Vậy thì tại sao lại buộc phải rước lễ mỗi năm một lần? Khi ta nói đến luật, tức là quy định cái gì đó tối thiểu lắm. Có những người quá khô khan, không đến với bí tích thánh thể. Cho nên quy định như vậy để họ có cái cơ duyên được gặp gỡ chính nguồn mạch của sự sống, được gặp gỡ chính Chúa Kitô đấng yêu thương họ. Nhưng mà không hẳn cái quy định ấy luôn là quy định dành cho những kẻ khô khan đâu, mà có khi cũng là quy định dành cho những người quá đạo đức. Tôi dùng chữ quá. Quá đạo đức bởi vì lúc nào cũng thấy con yếu đuối, lúc nào con cũng không xứng đáng, con tội lỗi, vừa xưng tội xong vẫn thấy mình có tội, đi lễ thì đi mà không dám rước lễ. Thì đấy cũng là một trong những cái ta gọi là thái quá bất cập. Mời gọi họ can đảm đến với Chúa là tình thương, đón nhận sự sống của Chúa. Và chúng ta rảo qua một chút trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy thuở ban đầu đó, khi giáo hội cử hành thánh lễ, như chúng ta trả lời cái câu hỏi lúc đầu của anh chị em chúng ta đó, thì cứ quy tụ cử hành thánh lễ là họ cử hành lễ bẻ bánh và họ rước mình máu Thánh Chúa. Thế nhưng mà không phải điều đó được diễn ra trong suốt dòng lịch sử hội thánh. Có những giai đoạn mà người ta phải quy định ít là một năm phải rước lễ một lần, và các nhà lịch giả sử học, các nhà thần học giải thích cái quy định đó có thể nhắm đến các đan sĩ hay là những người sống ở trong sa mạc. Khi mà người ta sống cái đời sống ẩn dật, không có cử hành thánh lễ, chỉ là những chiêm niệm, chỉ sống cái đời sống hy sinh, và giáo hội nhắc nhở nguồn mạch để nuôi dưỡng đời sống thánh hiến, để gặp gỡ Thiên Chúa, đừng quên là phải gặp gỡ chính Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Cho nên có cái quy định tối thiểu một năm phải rước lễ một lần. Và trong dòng lịch sử chúng ta thấy được rằng đó, theo các sử gia, thì thế kỷ thứ 9, nhiều địa phương mời gọi hay bắt buộc một năm người tín hữu phải rước lễ ít là ba lần trong năm. Ba lần đó là gì? Mùa Giáng sinh, mùa phục sinh và lễ hiện xuống. Như vậy là chúng ta thấy người ta chảy mảng quá sức. Người ta chảy mảng quá sức. Và chúng ta biết là đầu thế kỷ 20 đó, thì vẫn còn cái quy định bắt buộc các tu sĩ, theo hiến pháp của nhiều dòng tu đó, các tu sĩ phải rước lễ một tháng một lần. Như vậy có chẳng hạn như là vua Louis nước Pháp đi lễ hàng ngày, nhưng đâu phải ngày nào cũng rước lễ. Bởi vì cái quy định hay là cái quan niệm thời bây giờ, đầu thế kỷ 20 mà các hiến pháp của một số dòng tu còn quy định rằng các tu sĩ phải rước lễ một tháng một lần, thì như vậy là có thể vài tháng người ta mới rước lễ. Nói như vậy thì cũng nói đến trường hợp, vậy thì có thể nào được rước lễ nhiều lần trong ngày hay không? Nhiều lần có được rước lễ hay không? Bộ giáo luật hiện hành cũng đã trù bị vấn đề đó. Ở điều 917, có thể rước lễ được nhiều lần trong ngày. Ví dụ đã đi lễ rồi, có thể rước lễ thêm một lần nữa. Hoặc là trong trường hợp rước lễ như của An Đàng. Ở đây tôi muốn đang nói thêm hai cái khía cạnh phân biệt. Luật xưng tội một năm một lần,
và luật rước lễ ít là một năm một lần để soi chiếu vào cái câu hỏi nhân có câu hỏi của người chị em chúng ta để chúng ta hiểu hơn, đặc biệt khi chúng ta sống trong cái mùa chay này. Cảm ơn cha đã giúp cho tụi con có thêm được cái nhìn mở rộng ạ. Thưa cha, và đây là câu hỏi mà khi con đọc lên, con cảm thấy nó rất là hấp dẫn và nó gây tò mò. Tò mò đến nỗi con phải vào trên mạng để con tìm hiểu về cái từ đó là ngụy thư. Ngụy thư. Vâng, câu hỏi này là của khán thính giả Nguyễn Đình Trường Nguyên. Thưa cha, là tại sao lại có sự khác nhau về kinh thánh của Công giáo và các giáo phái khác như Tin lành, Chính thống giáo, Cơ đốc giáo? Có phần ngụy thư dựa vào ở Tin mừng, phần ở Tin lành lại bỏ phần ngụy thư. Tại sao gọi ngụy thư mà vẫn đưa vào kinh thánh của Công giáo, thưa cha? Giờ nãy con có nói với cha là con tò mò đó, thì con đi lên trên mạng con tìm hiểu thì con thấy rằng là thường là nó bắt đầu vào trong những cái phần gọi là ngụy thư, nó sẽ có những cái câu tạo sự bí ẩn. Chẳng hạn như là đây là khám phá quan trọng, nhiều người sẽ thất vọng. Vừa rồi cũng khá lâu rồi, có một cái loạt truyện của tác giả Dan Brown, không biết là cha có quan tâm hay không. Dan Brown. Da Vinci Code. Dạ vâng vâng. Biểu tượng thất truyền vân vân đó, thì là những cái câu chuyện đó nó làm cho người Công giáo hoặc là người ngoài Công giáo cảm thấy tò mò. Đó là liên quan tới Chúa Giêsu, liên quan tới Bí tích Thánh Thể, liên quan tới Mẹ Maria vân vân, kể cả cái tin đồn rằng người ta nghĩ rằng là Chúa Giêsu có con. Thì con liên tưởng tới cái việc là những cái đó là chỉ là những cuốn tiểu thuyết thôi, vậy thì nó có liên quan gì tới cái gọi là ngụy thư hay không? Và ngụy thư thì là gì và liên quan như thế nào tới kinh thánh? Đọc tham khảo ngụy thư trên cơ sở nào để không bị xa vào những chuyện bên lề và lạc vào những cái điều không chính thống ạ? Đó cũng là những cái câu hỏi thêm, xin cha giải đáp giúp con ạ. Thiết tưởng những câu hỏi của chúng ta khá thú vị và nó bao gồm nhiều cái sự phân tích ở đây. Trước hết tôi xin được nói cái sự khác biệt về bộ kinh thánh của người Công giáo và anh chị em của các giáo phái Tin lành. Tại sao có cái sự khác biệt đó? Khác biệt như thế nào? Rồi cái thứ hai, thế nào là ngụy thư? Và giáo hội Công giáo có biết đến các ngụy thư đó hay không? Hay sử dụng như thế nào? Hoặc nếu ta phải tiếp cận với các bản văn ngụy thư, thì cách nào để ta không bị lạc lối? Phải không ạ? Trước hết là sự khác biệt về bộ kinh thánh của Công giáo và anh chị em Tin lành. Chúng ta biết rằng bộ kinh thánh xét về khía cạnh Tân Ước thì tất cả anh chị em Tin lành và người Công giáo không có gì khác biệt. 27 quyển Tân Ước, hai bên Công giáo và Tin lành đều tin tưởng và đón nhận như nhau. Ta có thể đọc cái bản dịch của anh em Tin lành và có thể anh em Tin lành đọc cái bản dịch của người Công giáo. Không có vấn đề gì về con số cũng như tư tưởng của tất cả những gì diễn tả trong Tân Ước. Dĩ nhiên về cách hành văn hay là cái bản dịch nó có thể khác nhau, thì cái điều đó chúng ta dễ hiểu bình thường. Vậy thì tại sao lại khác biệt? Khác biệt nó nằm ở Cựu Ước. Chúng ta biết bắt khởi đầu từ cái bộ kinh thánh của người Do Thái. Những người Do Thái trong nước, người ta không chấp nhận những quyển sách thánh nào mà viết ngoài đất thánh. Không chấp nhận. Ở đây ta có thể tạm chia những người Do Thái Kiều sống ở Hy Lạp. Thì người ta chấp nhận những quyển sách viết bằng tiếng Hy Lạp sau này. Còn những người Do Thái trong nước thì chỉ chấp nhận những quyển sách viết trong nước, trong đất thánh mà thôi. Cho nên ngay cả người Do Thái thì người ta cũng có cái con số các sách thánh ghi trong quy điển của họ khác nhau. Người Do Thái trong nước thì chấp nhận có bao nhiêu nhỉ? 39 quyển Cựu Ước mà thôi. Họ không chấp nhận một số quyển như là Tobia này, Juditha này, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Baruch. Sách quyển thứ nhất, quyển thứ hai Maccabê, cũng như là một số phần trong các sách Esther và Daniel. Đối với người Do Thái, họ bảo những quyển sách này viết ngoài đất thánh, họ không chấp nhận là sách thánh, không nằm trong quy điển của họ. Nhưng những người Do Thái Kiều sống ở Hy Lạp thì họ đón nhận. Đấy là cái xuất phát từ đó. Rồi đến thế kỷ 16, ông Luther là người đã chọn
cái lối phân tích của người Do Thái trong nước. Và ông chỉ nhận những quyển sách mà trong bộ Thánh Kinh của người Do Thái trong nước chấp nhận mà thôi. Vậy thì những quyển sách khác như chúng ta vừa nói, Huấn Ca, Khôn Ngoan, Maccabê vân vân, ông gọi nó là ngụy thư. Ông gọi là ngụy thư. Đấy, Luther gọi là ngụy thư. Cho nên có 7 quyển này không nằm trong thư quy của người Tin Lành. Đó, khác biệt giữa Công giáo và Tin Lành nằm ở chỗ đó. Người Công giáo của chúng ta thì đón nhận tất cả các sách thánh cựu ước đó, cho dù được viết bằng tiếng Hy Lạp. Cho nên cái sự khác biệt này là khác biệt căn bản giữa Công giáo và Tin Lành. Người Tin Lành coi 7 cái quyển viết bằng tiếng Hy Lạp gọi là ngụy thư. Còn người Công giáo thì không coi đó là ngụy thư. Có dịch nó là thứ quy điển, tức là những cái quyển sách được đón nhận sau trong số các sách được gọi là sách thánh. Chúng ta biết bộ kinh thánh của Công giáo thì là 72 hoặc 73 quyển. 72 hoặc 73 quyển, tùy theo các cái cuốn cựu ước được hai cuốn tách ra hay là nhập một thì nó là 73 hoặc 72. Rồi, bây giờ tôi vừa nói đến cái chuyện khác biệt về bộ kinh thánh. Điều thứ hai, người anh chị em hỏi chúng ta đó là ngụy thư. Hiểu thế nào về ngụy thư? Ngụy có nghĩa là không có chính thống. Ngụy có nghĩa là cái gì đó không chính thống. Đây là những tác phẩm không được giáo hội coi là sách thánh thì gọi là ngụy thư. Như vậy, 7 quyển sách nằm trong cựu ước viết bằng tiếng Hy Lạp như chúng ta vừa kể tên Khôn Ngoan, rồi thì Huấn Ca, Baruch hay là Maccabê vân vân, giáo hội Công giáo không gọi đó là ngụy thư, bởi vì đó là sách thánh được chấp nhận. Còn ngụy thư là những cái sách mà không có trong quy điển Thánh Kinh. Ngụy thư xuất hiện như thế nào? Cũng có, nếu nói một cách đơn giản, có bao nhiêu thể văn để viết kinh thánh, ví dụ như là Sử Ký, ví dụ như là Tin Mừng, ví dụ như là các thư, thì cũng có những thể văn tương tự như vậy mà không phải là kinh thánh, ta gọi là ngụy thư. Chẳng hạn, chúng ta không thể tìm thấy ở chỗ nào diễn tả việc Đức Maria được dâng vào đền thờ. Không tìm thấy. Không tìm thấy cái chỗ nào nói như vậy. Hoặc là không biết được Đức Maria lập gia đình năm bao nhiêu tuổi. Kinh thánh không diễn tả. Thì người ta tìm thấy trong ngụy thư. Chẳng hạn như là Tin Mừng của Thánh Giacôbê diễn tả năm 3 tuổi thì Đức Mẹ được dâng vào đền thờ và được đón nhận cái nền giáo dục của đền thờ. Cho đến khi mẹ được 12 tuổi thì kết bạn với Thánh Giuse. Chuyện đấy trong ngụy thư. Câu hỏi được đặt ra, vậy thì giá trị của ngụy thư nằm ở đâu? Có người bảo rằng ngụy thư là một thứ phụ lục của Tin Mừng. Bởi vì Tin Mừng không nói, thì bây giờ ngụy thư thêm vào, một thứ phụ lục, một thứ phụ trương. Giải thích như vậy có lẽ chỉ là một lối nhìn. Bởi vì có những ngụy thư ra đời hoàn toàn không gắn gì với các Tin Mừng, với sách thánh cả. Và một trong những lý do ta có thể tìm thấy ở đây để giải thích cái giá trị của ngụy thư. Ngụy thư không có giá trị như kinh thánh, không có giá trị về mặc khải, và càng không có cái giá trị bắt buộc phải tin như kinh thánh. Đó là ngụy thư. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ngụy thư không có giá trị gì. Có rất nhiều điều chúng ta tìm thấy trong ngụy thư. Ví dụ như tôi vừa nói, Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Đấy là một cái điều trong thánh lễ chúng ta cử hành, gọi là lễ nhớ Đức Mẹ, trong khi đó không có nền tảng Thánh Kinh. Vậy thì ngụy thư ở đây đó, có một cái lý do mà ta có thể dễ dàng nhận thấy là muốn nhằm giải thích một chân lý đức tin hay nhằm để bênh vực một chân lý đức tin. Giống như kiểu là ngày xưa có các giáo phụ được gọi là các nhà minh giáo hay là các nhà hộ giáo, bảo vệ giáo hội. Bây giờ muốn giải thích một chân lý đức tin. Tôi nói ví dụ, Tin Mừng Marco diễn tả một cái đoạn văn khi Đức Giêsu đang là giảng, thì người ta báo cho người rằng, thưa Ngài, có mẹ và anh em của Thầy đang muốn gặp Thầy. Thì Đức Giêsu mới nhìn các môn đệ và bảo, ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Ngài chỉ vào các môn đệ và bảo, những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa, người đó là anh em, là mẹ tôi, là chị tôi.
thì không ít những người theo Tin Lành họ đọc đoạn văn này và họ giải thích Đức Maria còn những người anh em khác ngoài Chúa Giêsu. Cho nên không thể hiểu Đức Mẹ đồng trinh trọn đời được. Đấy, có những người anh em khác. Thế bây giờ làm thế nào để giải thích? Thì Ngụy Thư đưa ra một câu chuyện. Những người con đó là con của Thánh Giuse đấy. Thánh Giuse đã có một đời vợ rồi, đã có con cái rồi. Đấy, ví dụ như vậy thì chúng ta thấy ngay đằng sau đó, cái giá trị nằm ở chỗ hộ giáo hay là muốn binh vực một chân lý đức tin. Tuy nhiên ta đọc thì ta hiểu nó có cái sự kiện như vậy. Đó. Và nếu ta đọc mà ta không có cái phân tích, ta cứ hoàn toàn tin như Kinh Thánh thì cái đó nguy hiểm. Tất cả những gì được viết ra trong bộ Kinh Thánh thì chúng ta tin. Mà dĩ nhiên Kinh Thánh chúng ta đọc chúng ta phải hiểu và được giải thích, chứ không phải Kinh Thánh cứ đọc theo nghĩa đen cũng không hiểu được đâu. Có những cái nghĩa Kinh Thánh khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa đen. Mà không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa bóng. Và có nhiều cái nghĩa và tùy đoạn văn để ta hiểu. Thì như vậy khi đọc Cựu Ước, khi mà đọc các cái tác phẩm về gọi là Ngụy Thư đó, thì ta hiểu có cái cách giải thích như vậy. Và tại sao người ta giải thích như thế? Đâu là cái nội dung của Mặc Khải và đâu là điều người ta hiểu, người ta giải thích bên ngoài Kinh Thánh. Cho nên nếu ta có một sự phân định, có một sự hiểu biết, thì những cái việc ta đọc cả Ngụy Thư nó thêm cho chúng ta cái hiểu biết, chứ không có sợ hãi. Đấy. Nhưng mà có khi ta không có được vững mạnh. Chẳng hạn người ta đọc Dan Brown, Da Vinci Code, thì người ta thấy mất đức tin. Bởi vì Chúa cuối đời rồi cũng theo bà Maria Magdala là sang bên Pháp sống, rồi cũng sống với bà rồi sinh con đẻ cái. Thì nó là một cái thứ tiểu thuyết, mà nó là một cái thứ thức ăn hôi thối, làm sai lạc tâm hồn, không gọi đó là Ngụy Thư. Thưa cha, một lần nữa xin thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn cha đã dành thời gian để nghiên cứu và cung cấp cho chúng con những thông tin hữu ích. Cũng lễ phục sinh gần kề thì không biết là cha có một lời nhắn gửi gì đến quý khán thính giả theo dõi chương trình không ạ? Trước hết là cảm ơn chị Duy Thị. Và sau đó thì chúc mừng chị cũng như toàn thể anh chị em đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Chúc tất cả mọi người một mùa phục sinh tràn đầy niềm vui, tràn đầy cái sức sống của Chúa. Và mỗi người thực sự có thể hát lên bài ca Hallelujah trong cuộc đời hân hoan làm chứng tá của mình. Chúng con xin cảm ơn cha. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Duy Thủy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin quý vị hãy gửi về email banbiên tập daminvn@gmail.com. Xin kính chúc quý vị và gia đình có những ngày lễ đầy ân phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.